Sau hàng Nhật Lục Địa xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2020, cũng chỉ còn đôi ba ngày nữa là kết thúc tháng 10 rồi. Thời tiết thì bắt đầu sang đông, cũng tương đối là lạnh và mưa cũng bắt đầu nhiều. Máy hút ẩm thì bắt đầu vào mùa rồi các bác nhé. Trên các bác nào có nhu cầu mua thì các bác mua sớm đầu mùa đi ạ, vẫn còn có nhiều sự lựa chọn. Chứ để đến tình trạng lúc nó nồm thì các bác mới đi mua như là năm ngoái thì giá vừa cao mà lại ít sự lựa chọn. Máy hút ẩm này thì nó là cái vật dụng không thể thiếu được trong các gia đình của người Nhật. Và đến người Việt Nam mình bây giờ bắt đầu là các bác tìm hiểu cũng mua rất là nhiều rồi. Nhưng một vài năm trước thì cũng không ai biết cái máy hút ẩm là cái gì cả. Trời nồm nhà ướt thì cũng chỉ biết là mặc kệ theo thời tiết thôi. Không biết là phải dùng máy hút ẩm hút cho nó khô. Nhưng đến bây giờ thì thời buổi công nghệ phát triển thì mọi người truyền tin nhau về máy hút ẩm của Nhật. Cho nên là các bác mua sắm tương đối là nhiều. Những ngày nồm bây giờ còn không còn là những cái nỗi ám ảnh của các cái gia đình Việt Nam mình nữa. Ở đây em lên sóng một cái con hút ẩm của hãng Panasonic. Panasonic các bác nhé. Con này có mã là FIHC12X. Con này nó hút 10 mấy lít nhỉ, là 10 mấy lít một ngày. Vâng. Con này nó hút là 12 lít một ngày. Con này là em con này nó hút là 12 lít một ngày. Tình trạng máy rất là đẹp, đàn bên trong còn rất là mới đây. Một con Panasonic, các bạn nào ưa chuộng dòng Panasonic thì các bạn lấy những cái con này, hút ẩm rất là tốt. Có cả cánh mở đây này. Cánh gió đảo tự động này. Con này có cả vòng xoáy bên trong này, các bạn nhìn. Cái này vòng xoáy trong. Nó đảo gió. Nó hẹn giờ. Các chế độ hút. Sấy quần áo này. Hút ẩm này. Ghi rõ ràng. Độ lạnh mạnh yếu. Cái con này thì em bán là 3 triệu 3 các bác nhé. Giá 3 triệu 3 siêu phí vận chuyển. Điện 220V rồi. Các bạn nào lấy các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.